Chào quý vị nghe. Rồi hết thể bà con mình mạnh giỏi chứ. Hai tôi khỏe. Dạ thưa quý vị, câu chuyện thì nó lưu bu vậy đó, không có thời giờ để lên làm clip để gặp gỡ quý vị ngày hôm nay. Nhưng có một chút xíu thời giờ thì lên đây để chia sẻ những câu chuyện trong tuần vừa qua mà hai tôi cảm thấy khá là bức xúc. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện của một cái chị nọ. Chị đi khám bệnh ở bệnh viện Gia Liễu và chị bị những cái anh cò mồi đã đưa qua ở một cái thầy thuốc lang băm. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện thì nói chung là nó cũng mềm rồi. Trời đất mẹ ơi, tôi đã từng nói rồi, tôi đã từng chia sẻ rồi. Hãy mấy bà có mắc dịch, mắc gió, mấy bà có bệnh hoạn gì đó thì phóng lại bệnh viện, ta tràn thẳng vô trong cái bàn hướng dẫn. Ở trong đó sẽ có một cái bộ phận hướng dẫn, người ta sẽ coi, người ta lấy cái thông tin của mấy bà, rồi người ta sẽ chỉ cho mấy bà đi khám ở chỗ nào. Hãy mấy bà giật mồng là khám ở khu A, hãy mấy bà lòi mồng khám ở khu B. Vậy đó mà không chịu. Nghĩ làm sao lợi bệnh viện mà phải chi. Thí dụ bệnh viện Gia Liễu đâu phải người ta ghi cái tấm bảng không thì nói tôi không biết chữ, tôi không đọc được. Hay là người ta ghi cái chữ thôi, chữ nhỏ tôi không để ý. Dạ thưa mấy má, bộ lỗ tai mấy má để trang trí cho đẹp, mấy má không nghe được gì hết sao? Lỗ tai của má có phải lỗ tai cây không? Người ta đọc cái loa rõ ràng là quý vị, bà con cô bác nào khám bệnh thì đi thẳng vô trong bệnh viện. Đừng có để mấy cái người cò mồi, người ta này kia kia nọ, mấy bà đâu chịu nghe. Lợi an thù sáng xa sáng sải lại hỏi mấy thằng đó thì sao? Nó ăn tiền mà. Nó đưa mấy bà lợi trong mấy cái phòng khám tàu lao, đưa vô gặp mấy thầy thuốc lang băm, rồi nó vẽ vời tiền mất tật mang. Trời ơi, tưởng sao gì à? Mét tôi, mét tôi làm gì? Tôi lỡ tôi quỳ tôi lại hả? Tôi làm gì? Tôi nói luôn rồi, chị ơi, câu chuyện này tôi đã từng chia sẻ trên Facebook của tôi rồi. Tôi sợ nói nữa đâm ra nói nhàm, xong sáng xả chửi tôi chứ. Sao có gì kỳ với mấy bà? Mấy bà ăn cơm, mấy bà ăn gì, mấy bà ngu như vậy? Mấy bà không biết phân biệt phải trái. Thì bây giờ mấy bà muốn tôi chia sẻ thì hôm nay tôi lên chia sẻ ở đây. Nhưng tôi nói cho mấy bà nghe, thời buổi bây giờ là thời buổi gì hả? Người ta chuẩn bị, người ta lên cung trăng, người ta ở hết rồi mà mấy bà còn bị gạt bởi mấy con cò mồi. Tôi thấy mấy bà thiệt trần dở, sức dở. Mấy bà làm ơn, mấy bà khôn khôn giùm cái. Điện thoại mấy bà toàn điện thoại smartphone không hả? Nhắn tin lên mạng online đủ kiểu hết, mà tại sao mấy bà không tìm thông tin trước khi mấy bà đi khám bệnh? Rồi lỡ để mấy con cò mồi nó gạt, nó lừa, rồi tiền mất tật mang về cái chổng mông than trời. Rồi nói tôi tại sao không lên giúp đỡ mấy bà. Tôi lên tiếng thì được rồi, quan trọng mấy bà có lưu ý, mấy bà có nghe là không. Đó là một câu chuyện, hiểu chưa? Sẵn đây tôi cũng cảnh báo với quý vị luôn lần nữa, là hễ quý vị nào có đi khám bệnh, có đi lại mấy cái bệnh viện, thì bây giờ bệnh viện bất kể bệnh viện nào cũng vậy, đều có một cái cô cái gọi dùng cái từ chung là tiếp tân, hay là nói ngắn gọn là một cái phòng hướng dẫn. Đi lại đó người ta sẽ hướng dẫn cho mấy bà, nghe không? Mấy bà giật mồng, mấy bà đu thêm mấy cái thằng cò mồi, rồi ráng chịu tiền mất tật mang mấy con mẹ. Dạ rồi làm ơn khôn khôn ra giùm cái, nhắn tin mét chứ tôi làm gì? Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn nói về vấn đề khẩu trang, ha, lớp á thì khẩu trang mấy con đĩ nhà thuốc tây đôn giá, lớp á thì khẩu trang mấy con đĩ chó đó, ha, nó đem nó ém lại để nó ém hờm con đĩ mẹ nó. Trời ơi, cái chuyện đó chưa xong thì bây giờ dấy lên một cái vấn đề về mấy má, dấy lên một cái vấn đề mấy con đĩ chó, mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mấy cái lũ khốn nạn mất dạy làm khẩu trang giả, làm khẩu trang kém chất lượng để bán ra thị trường cho người ta. Trời đất ơi, sức khỏe người ta là trên hết mấy con đĩ ơi, hiểu không? Lợi nhuận ai mua bán mà không muốn lợi nhuận? Nhưng lợi nhuận làm sao để cho còn để đất lại cho con mày? Mày nghĩ làm sao mày khẩu trang, hả không?
khẩu trang người ta ít nhất người ta phải 3-4-5 lớp. Mày nghĩ sao mày làm khẩu trang có 3 lớp à? Một lớp mặt trước, một lớp mặt sau bằng vải, còn ở trong bằng giấy sút. Trời đất ơi, mày để mày bầm mày bịt cái mỏ chó mày lại đây chứ mày bán làm cái gì hả? Khẩu trang y tế người ta phải có một cái lớp gọi là than hoạt tính làm cái gì? Để nó ngăn ngừa những vi khuẩn các kiểu. Mà nó mất dạy tới mức độ nó làm nó được gì lợi nhuận của nó hả? Trời đất ơi, cái lũ này nè, ra đường ngang trời không đánh, thánh không đâm, hà bá cũng giật xe hàng cũng ăn tụi bay à. Làm ăn có tâm chút đi, thấy không? Để đức cho con sáu về sau, nghe không? Làm ăn có tâm chút để mình sống cho nó dai chút xíu. Chứ làm như vậy chết bất đắc kỳ tử cũng vậy hà. Chúng rủa chúng xả rồi cuối cùng cũng không có ngóc đầu lên nổi đâu nghe. Cái lũ chó mất dạy. Đĩ mẹ tụi bay.